Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc sách cho người Việt thị được thực hiện bởi Phương Thơm Voice Channel. Giáo trình hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 với Charles. Bài 11. Hàm Average, hàm Min, hàm Max. Trong bài học này chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với một số hàm cơ bản trong Excel. Để tính trung bình của nhiều số thì ta dùng hàm Average. Để tìm số lớn nhất trong dãy số thì ta dùng hàm max và để tìm số nhỏ nhất trong dãy số thì ta dùng hàm min. Ngoài ra chúng ta cũng có thể tính khoảng thời gian giữa hai mốc thời gian. Trước hết chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu hàm average, tức là hàm tính trung bình. Hàm này được viết là a v e r a g e. Average. Công dụng của hàm average là tính trung bình của nhiều số. Công thức như sau dấu bằng average mở ngoặc đơn số thứ nhất chấm phẩy số thứ hai chấm phẩy số thứ ba chấm phẩy và số thứ n đóng ngoặc đơn rồi enter hoặc các bạn cũng có thể gõ theo cú pháp bằng average mở ngoặc đơn số thứ nhất hai chấm số thứ n đóng ngoặc đơn rồi enter giả sử ở đây tôi có một bản tính như sau First A1. A1 có giá trị là 2 4a2. có giá trị là 4. 6a3. Và a3 có giá trị là 6. Để tính hàm trung bình, tôi đưa con trỏ xuống hàng a4. blank a4. Bây giờ tôi muốn tính trung bình các ô a1, a2 và a3. Tôi gõ công thức vào. Bằng Type in the and average. A, abs. V, average. E, average. R, average. A, average g Mở ngoặc đơn. Left parent. A1. A apps one. Chấm phẩy. Semicolon. A2. A apps two. Chấm phẩy. Semicolon. A3. A apps three. Đóng ngoặc đơn. Right parent. Rồi enter. Enter. Blank A5. Nghe kết quả. 4 formula A4. Và kết quả trung bình là 4. Hoặc ta có thể gõ theo cú pháp bằng Type in the formula and press enter. Average. A, 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 E, R, A, 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 G, E, Average. Mở ngoặc đơn. Left parent. A1. A, 1. Hai chấm. Colon. A3. A, 3. Đóng ngoặc đơn. Right parent. Và enter. Enter. Blank A5. Và mũi tên lên để nghe kết quả. For as formula A4. Và kết quả vẫn là 4. Tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với hàm min, được viết là m i n. Công dụng của hàm min là tìm ra số bé nhất trong dãy số. Công thức của hàm min như sau: bằng min mở ngoặc đơn, số thứ nhất chấm phẩy, số thứ hai chấm phẩy, số thứ ba chấm phẩy, số thứ n đóng ngoặc đơn và enter. Hoặc các bạn cũng có thể gõ theo cú pháp bằng min Mở ngoặc đơn, số thứ nhất, 2 chấm, số thứ N, đóng ngoặc đơn, rồi Enter. Chẳng hạn tôi cũng có dữ liệu như bản trên. First to A1. A1 là 2. Four A2. A2 là 4. Six A3. Và A3 là 6. Bây giờ tôi muốn tính hàm min cho dãy số này, tức là tìm ra số nhỏ nhất. Tôi đưa con trỏ về A4. Blank A4 và gõ cú pháp vào bằng Type in the formula and press enter. Min. M I min. -n -min. Mở ngoặc đơn. Left parent. A1. A -apps one. Chấm phẩy. Semicolon. A2. A -apps two. Chấm phẩy. Semicolon. A3. A -apps three. Đóng ngoặc đơn. Right parent. Và enter. Enter. Blank A5. Và mũi tên lên để nghe kết quả. Two has formula A4. À, số nhỏ nhất trong dãy số trên là số 2. Hoặc chúng ta cũng có thể gõ theo cú pháp bằng Type in the formula and press enter. Min. M, M, I, -min N, -min. Mở ngoặc đơn. Left A, 1 a a Hai chấm. Colon. A3. A, 3 a a Đóng ngoặc đơn. Right parent. Và enter. Enter. Blank A5. Và mũi tên lên. As formula a À, kết quả vẫn bằng 2 Tương tự chúng ta cũng làm quen với hàm max. Hàm max được viết là m a x. Công dụng của hàm max là tìm số lớn nhất trong dãy số. Công thức như sau: bằng max mở ngoặc đơn số thứ nhất chấm phẩy số thứ hai chấm phẩy số thứ n đóng ngoặc đơn rồi enter. Hoặc các bạn cũng có thể gõ theo cú pháp bằng max mở ngoặc đơn số thứ nhất hai chấm số thứ n đóng ngoặc đơn rồi enter và ở đây tôi cũng có bản tính như trên A1. có giá trị là 2 A2. là 4 A3. là 6 và bây giờ tôi muốn tìm giá trị lớn nhất trong dãy số trên tôi đưa con trọ đến A4, và gõ cú pháp bằng Max M, match A, match X, 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 max Mở ngoặt đơn Left parent A1 A, apps 1 Chấm phẩy Semicolon A2 A, apps 2 Chấm phẩy Semicolon A3 A, apps 3 Đóng ngoặt đơn Right parent Rồi enter Enter Blank A5 Và mũi tên lên để nghe kết quả 6, as formula A4 À, số lớn nhất trong dãy số trên là số 6. Hoặc chúng ta cũng có thể dùng cú pháp dấu bằng Type in the formula and press enter. Max. M, A, Max, -X, X, 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 Max. Mở ngoặc đơn. Left parent. A1. A, A, 1. Hai chấm. Colon. A3. A, A, 3. Đóng ngoặc đơn. Right parent. Và enter. Enter. Blank A5 và mũi tên lên để nghe kết quả. Six, as formula A4. Kết quả vẫn bằng 6. Các bạn lưu ý, ngoài việc tính toán các số thông thường thì Excel cũng cho phép chúng ta tính khoảng thời gian giữa hai mốc thời gian. Bởi vì ở trên tôi đã đề cập, thời gian cũng là dữ liệu số. Giả sử ở đây tôi muốn tính khoảng thời gian à, từ 5 tháng 1 năm 2015. À tôi nhập thời gian vào đây. 5 1 1 F5/1/2015, blank B2. 05/01/2015, B1. Ở ô B1 tôi nhập thời gian là 5 tháng 1 năm 2015. Và ở ô C1 tôi sẽ nhập khoảng thời gian là ngày 5 tháng 2 năm 2015. Tôi mũi tên phải để di chuyển sang ô C1. blank C1. Và nhập vào là 5 tháng 2 năm 2015. 5 slash 2 slash, 2 5 5 slash, 2 slash blank D1 Và ở OD1 tôi muốn tính khoảng thời gian giữa hai mốc thời gian trên là bao nhiêu ngày. Tôi sẽ lấy thời gian sau trừ thời gian trước thì sẽ ra được tổng số ngày. Ở đây tôi gõ công thức bằng Type in the formula and press enter Và nhập vào là C1 trừ B1 hoặc chúng ta cũng có thể dùng phím mũi tên để tìm tới cột C1 và cột B1. Do ở đây tôi trình bày theo hàng ngang cho nên tôi dùng mũi tên trái để trở về cột C1. It will C1. Dấu trừ. Dash. Tiếp tục mũi tên trái để tìm về cột B1. It will C1-C1. It will C1-B1. Và enter. Enter blank D2. Sau đó mũi tên lên để nghe kết quả. 31 at formula D1 và tổng số ngày là 31. Như vậy là chúng ta đã làm quen xong các hàm tính trung bình, tính thời gian cũng như tìm số nhỏ nhất hoặc số lớn nhất trong một dãy số. Chúc các bạn thành công.